Hello anh em, chào mừng tất cả mọi người đến với live stream của Hùng. Một trận đấu rất là căng và gọi là có trình độ chuyên môn cao giữa hai cặp đôi của hai câu bộ cầu lông Văn Giang và câu bộ cầu lông Xuân Quan của Hưng Yên. Điểm số một đều cho điểm số một đều, chưa cho đôi nào hết. Ép lưới rất nhanh, vâng, thủ rất tốt ạ. Chém cực kỳ sát. Điểm số 2-1 cho câu bộ Văn Giang. Hello anh Sĩ Cường, hello tất cả mọi người nhé. Nếu mọi người được xem được live stream này, chúng ta chào nhau một chút được không ạ? Cầu ngoài sân. Điểm số 2 đều. Hello anh Cường, em khỏe anh ơi. Đập rất nặng. Phải nói là anh ấy vừa đập tốt lại chém cực kỳ sát. Hôm cũng đã có dịp được giao lưu rồi, ăn no hành. Ok, xin chào anh Đinh Tân, xin chào anh Thanh Long Lê. Với một pha cầu như thế thì không có cách nào để có thể dứt điểm hỏng. Ok, anh chào thằng em Chiến Nguyễn nhá. Xin chào Quang Huy Nguyễn, anh Quang Huy Nguyễn. Ok, anh Huy Bùi dịch vẫn chơi anh ơi. Ở chỗ anh bị cấm anh. Điểm số 4-3. Bắt lưới rất nhanh. Tùy huống cầu hơi cao. Có vẻ trong... bốn vận động viên thì đang đội áo xanh phía đối diện cảm giác là hơi yếu hơn một chút. Hello Vũ Ngọc Triệu, đây là sân cầu lông câu bộ Xuân Quan nha em ơi. Có vẻ là anh ấy hơi run run thì phải, thấy live stream. Bỏ cầu rất chính xác. Anh cũng không biết trận này độ thế nào nhưng mà đây là trận độ đấy. Rất đáng tiếc. Dưới Quảng Ninh gần như cấm hết, chán không có sân chơi luôn. Buồn nhờ anh Huy ơi. Dưới đấy hình như là, đúng rồi, dưới Quảng Ninh như có ca nhiễm đúng không anh? Chỗ nào có ca nhiễm thì nó cấm ngặt hết mà. Đập nhiều rất căng, cả hai đôi vận động viên thì đều có những vận động viên đập rất nặng. Còn ngoài sân rất nhiều, bên kia họ đánh ra ngoài khá nhiều, có vẻ là chưa quen sân. Ok, xin chào Út Hân nhá. Dịch ở ngoài này vẫn chơi được. Mọi người vẫn duy trì hoạt động bình thường thôi. Có vẻ trong Nam, Quảng Nam, Đà Nẵng các thứ thì nó căng, chứ ở ngoài Bắc này thì nó cũng đỡ. Bom! Ôi, rất đáng tiếc, sai địa chỉ mới rồi. Ok. Ok, chị Trần Tuyết vào Sài Gòn giao lưu. Anh còn chưa được đi máy bay bao giờ. Chưa đi Sài Gòn bao giờ cả. Các vận động viên đánh rất chắc tay. Bỏ cầu chính xác, cầu ngoài sân. Bên kia họ đánh ra ngoài khá là nhiều. Nên có lẽ nó sẽ bị một phần nào đó tâm lý và bị ke tay. Khá là tâm lý. Ok, em chào anh Phạm Tuấn nhá. Xin chào tất cả hơn 100 người theo dõi live stream. Ít người xem quá, mọi người chia sẻ giúp Hùng nhá. Em có ai vào xem không nào? Có ai đang theo dõi live stream, chúng ta chào nhau một chút cho nó rôm rả đúng không ạ? Ok, anh Vương Nguyễn, đây là câu lạc bộ Xuân Quan, sân câu bộ Xuân Quan anh ạ. Có anh Lợi sân ngày xưa Family đánh cùng anh ấy đúng không nhỉ? Anh Vương Nguyễn ơi. Anh Lợi ngày xưa đánh cùng anh đúng không ạ? À, anh là ngày xưa là đánh dâm cơ mà nhỉ? Nhưng mà cũng cùng sân cực cao đẳng thương mại du lịch. Hello Diệp Văn Nguyễn, Bắc Ninh thì có giải em mới về thôi chứ bình thường cũng ít khi về giao lưu lắm. Ok, em chào anh Đức Vượng, cuối cùng thì cũng rất nhiều người chào Hùng rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Vâng, anh Hà có khá nhiều tình huống gọi là đặt cầu thủ không qua lưới, thủ kê cầu. Bom! Ui trời ơi, quả đấy mình vừa bỏ bom, quả đấy truyền cho khoảng 50% công lực thì mới đánh được như thế đấy. Đập như vận động viên thế giới. Cái này là ở Xuân Quan Hưng Yên anh Vương Nguyễn ơi. Em chào chị Hoa Mai Vàng, cảm ơn đã chấm. Cũng coi như là chúng ta chào nhau. Rất tỉnh táo. Hiệp số 15-10 cho cầu bộ Xuân Quan. Bắt lưới ngang rất nhanh, rất đáng tiếc. Đó là một tình huống bắt bài nhưng không hiểu sao lại trượt. Dướn cầu rất tốt. Vâng, mình kia họ vẫn thủ được ạ. Hùng tưởng là mất điểm rồi cơ. Dạ vâng, đúng rồi. Áo trắng là anh Tú Công An. Anh Tú Hưng Yên, một trong những tay vợt cũng gọi là top của tỉnh Hưng Yên ạ. Em chào chị Hồng Nhung Vũ. Cảm ơn chị lúc nào cũng vào xem live, chị cũng chia sẻ giúp em. Xin giới thiệu một chút, đây là trọng tài anh Nguyễn Xuân Nam. Đúng, Nguyễn Xuân Nam. Anh Nam. Nhờ có trọng tài đọc điểm rất rõ nên là ít khi Hùng không phải đọc điểm cho mọi người nữa. Các vận động viên đập tốt lắm anh ạ. Anh áo trắng, anh Tú áo trắng với anh Lợi bên kia quần trắng. Đập rất căng. Bo! Thủ tì rất là hay. Cầu tốt. Ok, xin chào anh Long Trần. Có phải anh Long Tô không? Chém cầu thiếu lực một chút ạ. Rất đáng tiếc. Hello mọi người giúp chia sẻ live stream đúng không ạ? Dạo này buồn quá, dạo này chả có giải để like, dạo này mất nhiệt rồi anh em ạ. Thủ lỗi rồi, quá đơn giản. Thế anh Nguyễn Văn Thủy. Nguyễn Thủy kể câu chuyện năm 2010 mới tập chơi xuống sân này bị bố con chủ sân với Lợi ra cho không lên được 5 quả. Năm 2010, cách đây 15 rồi, lúc đấy em còn chưa biết cầm vợt, chưa chơi cầu. Thế là thâm niên chơi cầu của anh Thủy là cũng hơn em rồi. Hiệp số 18-17 khá là căng. Dướn người rất tốt, thủ cao rồi, không còn rồi. Quả đấy thì lên thủ tì lại từ quả trước thì có vẻ ngon hơn. Vạn điểm, giao lưu vạn điểm là chỗ nào cơ anh Ngô Cường ơi? Đập cuối sân mà cũng rất là căng. Rồi, rất là đáng tiếc. Như này thì anh áo xanh hơi bị lệch một chút. Hình như là anh Tùng. Múa rất hay. Chém tốt quá. Điểm số 20-18. Bên kia đang vươn lên dẫn trước rồi. Chém rất mượt. Vẫn không làm gì được, vẫn chưa ăn thua. Vẫn với được, rất cố gắng. Rất đáng tiếc cầu không qua lưới. Lau sân, lau sân. Xin giới thiệu với anh em một chút là nếu anh em nào chưa chơi cầu lông sân thẳng bao giờ, mỗi lần chúng ta bị ngã xuống sân thì mồ hôi sẽ ra sân, dẫn đến nền sân sẽ rất trơn.
bởi vậy mới phải lau sân. Đó cũng chính là nguyên nhân tại sao khi xem các giải đấu thế giới mà mọi người thấy cứ mỗi lần vận động viên bay người, đổ người ra là phải lau sân. Hình như trận sau Hùng cũng được đánh hay sao ấy. Căng quá. Cả hai đội cố lên. Hay quá. Điểm số 19-20 rất là căng. Lại tiếp tục là một tình huống tỷ cầu lỗi của anh Hà. Anh Hà hôm nay trong trận đấu này có khá nhiều tình huống hỏng cầu như vậy. Hy vọng là sẽ cải thiện về cuối. Dĩ nhiên là bên kia họ cũng sẽ biết là rằng sẽ ép vào anh áo đen này. Nhưng mà rõ ràng là tâm lý của anh ấy đã tốt hơn rất nhiều. Điểm 21-20 bên này vươn lên dẫn trước rồi. Đập giãn biên rất hay. Đúng là lợi thế chiều cao. Vận động viên anh Hà áo vàng cao khoảng trên 1m8. Đập cầu thì cắm thôi rồi. Thủ rất hay. Vẫn còn. Một tình huống hơi lỏng cổ tay cầu ngoài sân. Ok, em chào anh Mặc Kệ Thu. Anh Mặc Kệ Thu chắc là thầm thương trộn nhớ em Thu nào. Nhưng mà bây giờ em cho ra rìa nên là đặt tên Facebook Mặc Kệ Thu luôn đúng không anh? Điểm số 22 đều, rất căng. Phải 13-22. Vẫn lên rồi, thủ quá xuất sắc. Chém cầu hơi thiếu lực rồi. Trong tình huống cầu với như thế mà anh đã có những pha cầu thủ lát, cực kỳ lát léo. Cầu tốt. 24-23. Anh Lợi phải nói là đập giãn biên cực tốt. 25-23 cho câu lạc bộ Xuân Quan. Quá vừa tầm. 24-25 vẫn rất là căng. Chắc Hùng không cần đọc điểm đâu đúng không ạ? Mọi người nghe live stream vẫn có thể nghe được trọng tài nam đẹp trai đọc điểm. Một tình huống phải nói là hơi cứng cổ tay. Các vận động viên liên tục đuổi cầu. Rất căng thẳng. Thực sự là căng thẳng. Bom. Được rất tốt. Rất hay, đập điểm cực kỳ khó chịu và họ liên tục tỉa. Đập tỉa bên này, đập tỉa bên kia. Lợi thế dẫn điểm vẫn đang thuộc về cặp đôi chủ nhà. Tấn công, bom. Mình Lợi phải nói là thủ rất hay. Đúng là sân nhà. Rất tự tin. Ngoài sân
Điểm kết thúc trận đấu 30-26. Ui xổi, bên kia họ đã vào tay rồi. Họ đánh cực kỳ tự tin. Và bây giờ có vẻ là Hùng được vào sân đúng không? Anh em mình vào hả? Hello mọi người, vẫn chưa được đánh mọi người ạ. Lô xét chưa đến lượt. Hello anh Trường Giang, đây không phải giải anh ơi, đây là giao lưu hai câu bộ. Ok, em chào anh Thế Quang nhá. Hello anh Chu Văn Minh, độ các thứ để đi uống bia. Trận này cũng phải nói là cũng tương đối hay đấy ạ. Trình độ thì dưới trận trước một chút, nhưng mà khả năng là có khi là nó còn căng hơn. Một tình huống kê cầu không qua lưới rất đáng tiếc. Đập cầu cũng khá nặng. Non quá, không còn rồi. Tối thì đăng nhé. Đăng luôn mà anh. Đăng trực tiếp luôn thì lên luôn. Điểm số 23. Anh em xem nhá. Hùng ra ngoài kia ngồi tí trong mát. Đập vít người rất tốt. Bùm, ngoài sân.
nó dễ tủ hơn.